Ho Chi Minh City, Vietnam's biggest metropolis. It's also one of the fastest growing economic centers in Asia. But the city of 9 million people is now facing an increasing frequency and severity of extreme weather events. The SCCC has noted that large parts of the area in southern Vietnam will be submerged by water in 2050. And there are already signs that this is happening. Cái hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra thường xuyên hơn, nên là lượng nước mưa cũng tăng hơn so với mọi năm. Population growth, rapid infrastructure development and urbanization have also caused the city to sink at an alarming rate of between 40 and 67 millimeters every year. What has really caused the city to sink? Has it become a victim of climate change? Or is the problem largely man-made? And can anything be done to prevent the city from disappearing underwater? This is Ho Chi Minh City, the economic heart of Vietnam. Commonly known by its previous name, Saigon, the city is located in the southeastern part of Vietnam, along the banks of the Saigon River, which empties into the South China Sea. Because this is a delta region, the vast expanse of land here is flat. Most of the city's elevation is less than 1 meter above sea level. That makes it vulnerable to extreme weather patterns. Every year during the rainy season, the city floods. In fact, flooding has now become a common part of life for residents in the city. And infrastructure damage from massive flooding has run into hundreds of millions of dollars. So flooding is a big problem because it affects movement of people, so transport. When the roads are flooded, it's difficult to move. But the flooding has a high cost to the economy. McKinsey, which is a consultancy, did a study and they estimate in the next 30 years, so by 2050, the cost, the direct cost of flooding is expected to be for Ho Chi Minh City and the Delta around $18 billion. Hai Long Vu Thiep is a 24-year-old resident of Ho Chi Minh City. His passion for the environment led him to make a career out of it. This year, Long is starting his master's in resource and environmental engineering. He has even started a website and video channel related to his interests. He has felt firsthand the impact that flooding has had on his city. Hiện tại tôi đang đứng ở đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và phía bên tay trái này là con kênh Kinh Tẻ. Thì ở thời điểm bây giờ thì con kênh này vẫn chưa đạt mức chiều cao nhất của nó. Khi mà con kênh đạt đến mức chiều cao nhất vào tầm khoảng sáng sớm hoặc là chiều tối từ 6 đến 9 giờ tối thì nước của kênh có thể dâng lên đến gần ngang mặt đường. Chính vì vậy mà khi có một trận mưa lớn diễn ra thì mực nước rất dễ dàng dâng cao và tràn vào trong đường Trần Xuân Soạn làm cho con đường này bị ngập úng. Và khi mà cái mực nước lên cao nhất nó có thể đạt lên đến 60 cm so với mặt đường. Thì thường thì cái thời gian thủy triều đạt đỉnh là vào đúng ngay cái giờ cao điểm của thành phố Hồ Chí Minh, là lúc mà có lượng xe lưu thông khá lớn trên đường. Thì khi mà nước lũ dâng lên, điều đầu tiên nó có thể làm hư hại về vật chất, hư hại xe cộ trên đường, hoặc tệ hơn là nó có thể gây ra tai nạn giao thông. Ngoài ra khi mà nước dâng đủ cao, nó có thể tràn vào trong nhà dân ở hai bên đường và làm thiệt hại những cái đồ vật trong nhà, những đồ điện tử, hoặc cũng có thể gây tai nạn về điện. Over the years, the flooding in Ho Chi Minh City has been getting worse, but the response has been less than satisfactory. The city's infrastructure to mitigate flooding has not been able to keep pace with the rapidly changing environment.
Trong vòng 10 năm qua, toàn thành phố đang gặp phải một vấn đề chung mà vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Đó chính là ngập lụt ở các địa bàn như là quận 7, quận Bình Thạnh hoặc là quận 2. Hiện tại thì tôi đang ở trên con sông Kinh Tẻ của quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề ngập lụt là một vấn đề rất là phức tạp và nó là kết quả của rất nhiều yếu tố khác nhau. Cái nguyên nhân đầu tiên dẫn đến vấn đề ngập lụt chính là do biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu đã làm gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan, làm cho các cơn bão trở nên mạnh hơn, cũng như là lượng nước mưa trên toàn thành phố tăng lên mỗi năm. Nguyên nhân thứ hai chính là do sự biến mất của những cái kênh rạch tự nhiên, của những không gian xanh để thoát nước ra khỏi thành phố. Flooding has affected nearly everyone living in this city. 52-year-old noodle store owner Leti Chow has had to endure water constantly flooding into her noodle shop. À, năm nay cô bán đúng 3 năm. Là bán 3 món. Bún cá, trước nhất là bún cá Châu Đốc. Sau nữa bún mắm và hủ tiếu Ninh Giang. Mưa lớn thì ngập đường vậy đó. Nếu mà nó ngay chiều cường á thì ngập lên đây chút xíu. Nếu mà ngập mà ngay cái giờ mình buôn bán á thì ảnh hưởng. Còn mà nó ngập là khoảng 5 giờ, 6 giờ nó rút á thì không có ảnh hưởng việc của mình. Hồi đó thì cô chưa ngã xây lên á thì nó ngập vô nhà luôn. Coi như là không có đỡ được. Rồi thấy vậy là năm nay mới xây lên để chống ngập. Ho Chi Minh City is the biggest and most urbanized city in Vietnam, contributing approximately a quarter of the country's total GDP. But it has also become increasingly vulnerable to extreme weather conditions, including heavy rainfall, storms, and rising sea levels. The city has an average rainfall of about 1,900 millimeters. 90% of that rainfall occurs during the rainy season. Population growth and rapid urbanization, however, have put tremendous pressure on the ability of the authorities to cope with the new demands of a huge mega city. Of course, the growing so fast may have a very negative consequence. The first thing to mention is about the infrastructure. The underinvestment of infrastructure has always happened in every developing country, especially in the fast developing city like Ho Chi Minh City. And then with this infrastructure shortcoming, there come a lot of problem of environment, like land subsidence, and also the problem of traffic congestion is always the biggest one. To combat the rising water level, the authorities have resorted to raising the level of the road. But as a consequence of that, everyone is racing to raise their property higher than the road level. Thuan Hong is a fruit seller. His fruit juice store is located along the busy roadside. Frequent flooding in the areas has made it difficult for him to run his regular business. Nước là thẳng là trên lề đường đây đó là thẳng lên tới đây. Còn mà nếu mà trên ngoài dưới lòng đường á là nó thẳng hơn cái nửa bánh xe. Còn cả số khúc kia nó có sâu hơn đó là thẳng qua bánh một cái bánh xe. Và thường thường đi đây mấy cái nước đường ở đây là nó cũng nâng lên rồi mà nâng nó không kịp tiến độ của cái mực nước của chiều cường nó lên. Thì tại vì do cái bồi đắp của con sông không có nạo vét á là nó lối thoát nước rồi đường cống rồi nó hơi bị nghẹt. Chỗ khu vực nào mà nước mà nó nước ngập á, chiều cường cao đỉnh này nọ lên á thì xe phương tiện người ta vào, người ta muốn mua đồ mình cũng khó khăn. Thì đâm ra cái hạn chế người ta không có vào, thì đâm ra nó sẽ ảnh hưởng chung tất cả. It is estimated that flooding caused the city up to 200 to 300 million US dollars in infrastructure damage. The knock-on effects are estimated at an additional 100 to 400 million US dollars.
Real estate damage alone is estimated to reach $1.5 billion. In Ho Chi Minh City, unfortunately, the majority area in the city is now covered by concrete because of the many people, inhabitants, they want to maximize the use for personal interest, and so the level of the percentage of the green space, the NE is very low. For example, a recent study showing that the Ho Chi Minh City have about 10 million inhabitants, and the percentage of the green space is about less than 2 square meters per inhabitant. It's very low. I think that in other city, maybe 10 times higher, even more. And so when, you know, when the rent coming down, if we think about the space for water, first we need the adequate green space to hold the water. On top of dealing with the crippling floods, the city is literally sinking. Thì thực sự mà nói cho cái thống kê hiện nay mà của Bộ Tài nguyên Môi trường ấy, thì những cái khu vực mà có các cái chung cư với cái diện tích trên 5.000 mét vuông thì có thể tốc độ lún chìm bề mặt đất nó khoảng độ 10 mm trong một năm, thì cũng khá nhiều nơi, đặc biệt là những cái vùng ven thành phố, những cái vùng mà có cái nền đất yếu như là quận 7, Nhà Bè hay là Bình Chánh vân vân, thì những vùng đó thì lún khá nhanh, hoặc là Cần Giờ lún cũng rất nhanh. Đấy là những cái khu vực mà hiện nay có thể gọi là nghiêm trọng. Vast chunks of the city are built along the banks of the Saigon River, and these areas are incredibly vulnerable to sinking. What can the authorities do to mitigate the impact and prevent the city from sinking under the weight of its rapid developments? Ho Chi Minh City is under threat. Years of relentless expansion, coupled with inadequate infrastructure, has left the city vulnerable to climate change. On top of the threats flooding and rising sea levels, the city is literally sinking. It's a phenomenon called land subsidence, where the Earth's surface is gradually subsiding as a result of the removal or displacement of large amounts of materials from the Earth's subsurface, including groundwater. Có thể nói là toàn bộ cái của thành phố Hồ Chí Minh ấy, hiện nay thì theo cái số liệu và quan trắc của Bộ Tài nguyên Môi trường trong giai đoạn 2012 đến 2017 thì số liệu của quan trắc của Bộ Tài nguyên Môi trường ấy, thì cái sụt lún ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, nó sẽ trung bình khoảng 2 cm một năm, và các cái nghiên cứu khác của quốc tế thì cũng cho thấy cái sự sụt lún ở đồng bằng ở thành phố Hồ Chí Minh là khoảng từ 1 đến 2 cm. Như vậy có thể nói là thành phố Hồ Chí Minh hiện nay trong khoảng 10 năm trở lại đây thì cái tốc độ lún là khoảng 1 đến 2 cm một năm tùy từng khu vực. Thế như chúng ta biết là hiện nay theo cái mực nước mà đo tại Vũng Tàu á, chúng tôi quan trắc khoảng 40 năm vừa qua thì số liệu là trung bình một năm là tăng khoảng 0,45 cm một năm. Đấy là một cái chúng ta thấy rằng là cái cũng là tương đối. Và như vậy thì trong cái thời gian dự báo đến 2050 cộng với cái việc lún sụt như lúc nãy tôi đã nói, thì cái việc thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đồng bằng sông Cửu Long sẽ càng ngày càng gia tăng ngập lụt nếu như chúng ta không có những cái giải pháp chủ động để chúng ta ứng phó với những cái hiện tượng này, thì cái việc ngập lụt nó sẽ gia tăng và nó sẽ nặng nề hơn. Because we extract sand to build this building, to build roads, we need sand. We take it from the river. So the sand is not replenishing.
the delta, and the delta is sinking. So groundwater is, when it is extracted, then volume is extracted and subsidence is aggravated. Even if we stop subsidence, if we stop extraction of water from the ground, the subsidence will continue. It will be slower, but it will continue. So the only way to address the subsidence is by ensuring that more sediment comes from the river and is able to be deposited in the floodplains. Ho Chi Minh City is part of southern Vietnam, a delta region that mainly consists of vast swaths of flat land. While this land is good for agriculture, it also happens to be the home of Vietnam's most populous city. Okay, you can see the Ho Chi Minh City is about more than 2,000 square kilometers from Củ Chi to Nha Bè and Cần Giờ. But this area has very different elevations. You can see here the high elevation and the lowland. And the lowland of Ho Chi Minh City consists about more than 60% of the whole areas. In fact, the land subsidence has two separate reasons. The first one, they always deal with the vertical movement of the whole soil horizon with the that link with the groundwater extraction, for sure. But the second one is important, that the compaction of the top layer due to the burden, the load of infrastructure that has been built onto the soft soil. So you can see, to solve the problem, you have to address both of them, not only the groundwater. Some residents of Ho Chi Minh City have taken the issue of subsidence very seriously. Rather than waiting for the authorities to implement concrete measures to help ameliorate the problem, they have taken matters into their own hands. Nguyen Von Zhu is a construction engineer. He has an unusual specialty. He raises homes for a living. For more than 15 years, he has been helping the residents of Ho Chi Minh City raise their precious homes. Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh trước đây có những cái hồ chứa nước, có những túi chứa nước, đúng không? Khi nào mưa mưa xuống qua cùng bảy cùng này cùng đấy cũng giống như ngày trước, một cái vùng trục để chứa nước này, đấy là trục vùng này trục chứa nước. Nhưng bây giờ mình sáng lấp hết toàn bộ, đúng không? Cái túi chứa nước để mỗi lần mưa xuống có. Nhưng mà trước đây triều cường thì không gặp lắm, nhưng bây giờ triều cường làm được hai cái nó dồn là một, đúng chưa? Cho nên thực tế bây giờ ai cũng muốn cả, chứ không phải là không đâu. Nó ngập dữ lắm, chứ không phải đơn giản đâu. À, trước đây cái đường này này thì nó thấp hơn cái công trình này khoảng 5-7 cm. Nhưng qua quá trình nhà nước nâng đường lên thì sau đó cái công trình này nó thấp hơn hiện hữu của cái đường này là 30 cm. À, mà cái công trình này trước đây thiết kế là cái thông thủy trong cái tầng, từ cái tầng nhà xuống cái nền hiện hữu là có 2.8 m. Cho nên bây giờ sau cái tư vấn là nâng công trình này lên cao 2.15 m thì sau đó hạ cái cột nền hiện hữu của nó xuống 1 m để cái thông thủy cái tầng lên cao được 3.8 m cho nó đẹp. À, thì hiện nay mình nâng cao như vậy là đủ 2.15 m. À, giờ đang vào công giai đoạn hoàn thiện. Nguyen is no stranger to lifting structures. A few years ago, he raised an entire church. Còn riêng cái chùa cái giáo sư Nữ Vương của mình, đó là 1346 cái chỗ đường Lê Đức Thọ, phường 13 cũng có pháp. Nó lớn lắm, chiều ngang 20 m, chiều dài 55 m. Tôi có hình có tư liệu đó thật. Là nâng cao 2 m. Ồ, sợ dễ sợ. Cái đó bây giờ xử lý cái móng vì trước đấy nó bị lún. Ép như vậy là 100 tim cọc trong cả cái cột đó. Lúc nâng lên 2 m thì thực tế là cái khi mà cha về tất cả cái đó là nói nâng được thì tức quản giáo sư Nga tin hết. Cái tòa nhà nó lớn như vậy, nó dài như vậy làm sao không nâng được? 6.000 tấn mà, đúng không? Cho nên khi tôi thực hiện mà cha có cái niềm tin đó thôi. Đó, mà khi tôi nâng hoàn chỉnh xong á, cha có cái niềm vui cho mình. Cái lúc mà anh nâng thì thực tế tôi lo vì rằng tôi có niềm tin anh, nhưng mà nhiều khi giáo dân nói tôi mệt lắm. Hắn nói thế này, nói thế kia, nói thế kia, nói thế nào, đúng không? Nhưng mà hôm nay hoàn tất rồi, quá tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Nó cái giáo sư Nữ Vương 6.000 tấn, nâng cao 2 m.
Today, residents of Ho Chi Minh City are lining up to get their homes raised. Cho nên thực tế bây giờ cái chuyện mình nâng công trình lên cao thì thực tế tất cả những người dân đều muốn, nhất là những cái vùng trũng thấp. Những vùng trũng thấp hiện nay triều cường lên là bị ngập nước rồi. Tiếp theo là mưa đó, đúng không? Triều cường lên là, nhưng bây giờ những cái chỗ cao mà khi triều cường lên mà gặp mưa lớn thì cũng ngập luôn. Cho nên thực tế bây giờ tâm trạng giống như khu vực này. Bây giờ ai cũng muốn nâng nhà lên cao hết. One of the reasons why the ground is sinking is because the soil near the banks of the river is soft. As more and more development happens on that land, it naturally faces subsidence. Như bạn biết là thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía nam của Tổ quốc Việt Nam. Ở đây là một cái vùng đất trầm tích, còn trẻ và có cái địa chất nền khá là yếu. Lớp đất yếu nó khoảng từ 40 đến 60 mét tùy từng cái khu vực. Đó thì cái địa chất thì nó có cái tầng cái vùng này là vùng đất trầm tích trẻ. Đó, và cái lớp đất yếu mà dưới nền thì nó sẽ dao động từ khoảng 40 đến 60 mét tùy từng vị trí. Và hiện nay nó vẫn đang trong cái quá trình cố kết. Thì đấy là cái chung của cái địa chất. Đấy thì ở thành phố Hồ Chí Minh có thể nói là đây là một cái vùng mà đất là rất là yếu. Another cause of subsidence is the over-extraction of groundwater. Excessive extraction would create underground cavities that may collapse, thereby causing the soil on top to sink. The rapid expansion of the city has meant that infrastructure like piped water has had to play catch-up. While waiting for some of these basic infrastructure, many residents and businesses have resorted to extracting groundwater for their needs. A lot of people and also the industrial park, they have to solve the problem, the water supply problem themselves by using the bore well. Yeah, thousands of them, small one, big one, household or industrial scale has been built in Ho Chi Minh City. And at the highest level, we can absorb more than 1 million cubic meters per day of the total groundwater extraction during the last 20 years. They exploit that because sometimes when the city expands, supplies water system is not enough for them. Or maybe they have the supply water, but they want to make underground water for use for it's much cheaper because with the cost of one underground station like that, it costs about $200-$300 per well only. So they want to save money to do that. And as a result, the underground water, when the underground water is used up, it's easy to imagine that the land could be sink. According to a 2012 survey, it is believed that about 44% of Ho Chi Minh City's population use bore wells. Nguyen Kim Tan is a housewife that takes odd jobs that she can do from home. Her family relied on bore water as their only source of water for many years. Tới người ta nó có cái máy người ta khoan. Khoảng tắm chừng 30 mét thì nó sẽ có nước mạch nước ngầm lên. À, khoảng 30 mét hả chị? Hồi đó chị sử dụng nước ngầm thì chị thấy nó có sạch không? Có bình thường không? Nói chung thì đương nhiên bằng cái mắt thường mình thì nó vẫn trong, dạ, bình thường. Nhưng mà giống như mới bơm lên thì nhiều lúc lâu lâu thì nó sẽ có cái phèn á. Thì mình nhiều lúc mình bơm lên mình sẽ bỏ cái nước đi đầu tiên. Dạ. Xong rồi mình lấy cái nước sau. Yeah. Nhưng mà nó lâu, nếu mà xài trong toilet rồi này kêu lâu là nó sẽ đóng vàng, mình sẽ biết nó có vàng, nhưng mà nó thấy nó trong thì mình xài. Dạ. Yeah. Tại sao trước đây chị lại quyết định là lắp và sử dụng giếng khoan? Tại thì ở đây thì em biết rồi, ở trên đây thì là như Sài Gòn đâu có là giống như quê mà có nước ha, có này kia để mình lấy từ mương, từ rãnh hay đây, thì chị muốn lấy nước thì chị thấy nước ngầm thôi. Đó. Nên là với ở đây là nó chưa có cái hệ thống gọi là nước sạch để đi về. Piped water was only available to her a year ago.
Lúc trước chị dùng nước giếng khoan là sinh hoạt hàng ngày luôn, ăn uống tắm giặt đồ là toàn là nước giếng hết. Nhưng từ khi mà có cái nước máy rồi, chị sử dụng nước giếng chỉ có tưới cây và rửa xe thôi, chứ chị không có còn nấu ăn nấu uống bằng nước giếng nữa. Tại nói chung mình cũng nghe người ta nói là cái nước giếng khoan nó chưa có qua cái xử lý để gọi là tốt sức khỏe cho mình. Trong khi có phèn, có nhiều cái tạp chất cái này cái kia, mà nước máy thì người ta đã có qua xử lý rồi nên nó sẽ an toàn cho sức khỏe mình hơn. The authorities have put in place various measures to slow down the extraction of groundwater and help prevent the land from sinking any further. And that includes the move to minimize groundwater extraction. Nói về hiện trạng khai thác sử dụng nước ngầm của thành phố Hồ Chí Minh, thì thành phố Hồ Chí Minh cho đến bây giờ cái lượng nước khai thác đã suy giảm khá nhiều. Nó chỉ còn khoảng độ 300.000 mét khối ngày đêm thôi. Trong khi đó cách đây độ chục năm, 5-7 năm thì nó khoảng độ 700.000 mét khối ngày đêm khai thác lên để mà sử dụng. Bây giờ nó suy giảm khá nhiều vì cái hệ thống nước máy của chúng ta bây giờ đã dài như là gần khắp nơi của thành phố rồi. Reducing groundwater extraction, while crucial, is a small part of an overall multi-pronged solution to solving Ho Chi Minh City's problems of land subsidence. With millions of lives and homes at risk from rising sea levels, the authorities need an elaborate plan to save the city from disappearing due to rising sea levels, land subsidence, and extreme water events. Can they do it?